Em đồ gỗ Mỹ Nghệ Trần Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc tất cả các bác có một buổi chiều hôm nay, buổi chiều là thứ năm mọi người nhé. Một buổi chiều thứ năm thân tâm an lạc và sự bình an. Hôm nay em lại lên một clip và chia sẻ mọi người rất nhiều một sản phẩm mới mọi người nha. Và giá cả cực kỳ tuyệt vời cho anh em chốt. Nay có rất nhiều hàng đẹp. Nay có rất nhiều hàng đẹp mà cơ hội cho anh em chốt mọi người nhé. Hàng đẹp và tuyệt vời luôn. Thì trước khi vào clip thì mọi người hãy nhớ dành cho em MC luôn này. Và chị đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh của em mọi người ạ. Ok, đây lại tiếp tục cho anh em. Đợt vừa rồi em Minh mua được, phải nói là chính xác nó phải gần 1 tấn phô ôm đá. Và là đợt tới là sẽ cực kỳ nhiều hàng ôm đá cho anh em chơi. Cực kỳ nhiều hàng ôm đá cho anh em chơi nhé. Thực ra với một cái 1 tấn gỗ ôm đá thì nó cũng không được bao nhiêu đâu anh em ạ. Không được bao nhiêu đâu. Để ví dụ như có những cục phôi nhỏ thì nó nặng tầm khoảng 20-30 cân. Có những cục to như vậy, những cục này nó có thể lên đến tầm khoảng 50-60. Thậm chí có những cục hàng tạ. Thì cái 1 tấn nó cũng không được bao nhiêu cục cả. Bởi vì cái dòng ống đá này nó ôm như cái cục này anh em mình 5 mấy cân gỗ. Cục này mới cục hổ ôm đá hôm qua là gần cân nặng phôi tương đương nhau. Đây. Anh em nhìn cái phần bệ ở dưới này. Cái giống mà nó lặng phôi lắm. Lặng phôi. Đây là một cục phôi này là một cả một cái gốc. Cả một cái gốc to đùng. Thực ra cái này nó là một cái rễ, nó chính xác là một cái rễ, không phải là cái gốc, nó là một cái rễ và đặc xịt. Nó đặc xịt mọi người nhá, đặc xịt nên là củ phôi nó rất là lặng. Anh em nhìn này. Sau em còn để lại nguyên cái da sụn này. Da sụn cho anh em này. Đây là một chú trâu rừng, em phải dùng một từ là trâu rừng. Trâu rừng mọi người nhá, ai thích hàng kỹ, hàng chất lượng là mọi người chơi nhá, trâu rừng. Bẹ của quả này kinh khủng luôn. Đặc xịt luôn. Đặc xịt mọi người nhá, gỗ đặc xịt luôn. To này cơ mà, anh em nhìn. To. Quả bẹ uy tín. Bắt đầu thích cái hàng bẹ quái, độc nạ và quái để anh em để chốt chú trâu này về chơi mọi người nhá. Đây là một chú trâu rừng. Đúng tính chất trâu rừng luôn. Rồi to lắm mọi người nhá, đẹp. Đúng cái phương châm cho mọi người chơi là ngon bổ rẻ, đẹp độc lạ này. Đẹp độc lạ đấy mọi người nhá. Đây phô ôm đá tự nhiên. Tuyệt vời. Con này khủng khiếp ấy. Khủng khiếp đấy mọi người. Cao 43. Rộng. Cao 43 rộng 50. Anh em thích chiêu tầm hàng độc thì chơi. Cao 43 rộng 50 và sâu là 32. Chiều sâu 32 mọi người nhá. Gỗ đặc xịt luôn. Trong cái lòng này này. Đặc xịt 100% luôn. Cái lượng phôi không phải nghĩ. Quá VIP. Phê thật. Đấy, chú chọi. Anh em nhìn bày hung dữ chưa? Quá ghê gớm đấy không? Đấy chưa? Đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Gỗ là phải như vậy anh em ạ. Anh em nhìn chất này. Lì luôn. Lì luôn anh em nhá. Chất lì luôn. Ôm đá mà. Ôm đá thì chất thì thôi rồi. Lì luôn cho anh em. Đây là một củ đá to này. Ở chỗ này nó có găm một cục nhỏ nhỏ cho cái mắt này. Nhỏ nhỏ này không tính mình anh em nhìn cái da gỗ này. Da gỗ này anh em lên chơi anh em nhá. Da này là bố của lại gỗ già này. Nhưng hàng này thì thôi rồi. Đây mới được phép gọi là hương đá mọi người nhá. Đây mới được phép gọi là hương đá Gia Lai nhá. Chứ còn những cái ông mà cứ làm lên rồi xong cứ nhận hương đá mà trong cái đó gỗ của mình chả có một tí đá nào mà cứ nhận hương đá. Chất này. Gỗ không có một tí đá nào mà cứ nhận hương đá là hơi vô duyên đấy anh em ạ. Này anh em mình quả bẹ này. Anh em nào thích những quả bẹ VIP thì chơi quả bẹ này nhá. Kinh khủng chưa? Kinh khủng không? Kinh khủng không? Đây là một cái đầu rễ này anh em nhìn này. Một cái đầu rễ này. Dã man luôn. Khủng khiếp luôn mọi người nhá. Vân này. Nghiền hết, nghiền hết, nghiền hết. Khét đẹp. Quả này đúng là khét đẹp luôn. Ui dồi ôi. VIP thật. Lặng lắm. Lặng dã man. Lặng lắm. Bây giờ phải còn 30 cân ấy. Không 30 cân thì phải 30 cân này. Giờ phải còn chắc phải còn 30 cân hết được anh em. Khủng khiếp thật. Trong đặc xịt nhé này. Trong đặc xịt luôn. Đặc hết.
và giao như mọi người 3,5 đồng anh em nhá, 3,5 đồng không ship nha. Anh em mà thích hàng VIP, hàng đẳng cấp thì chơi nhá, còn lại thì khét đẹp rồi. Ôi rồi ôi rồi hàng, ôi rồi ôi rồi độc kinh khủng. Em đặt thử cái đế cho mọi người ngắm cái đế nhá, anh em ngắm thử cái đế. Quả đế này chắc là khét đẹp luôn, nặng lắm, sợ luôn. Này, anh em nhìn quả đế này khét đẹp. Đây. Quả đế cắt này, đế cắt đi khét đẹp luôn nha mọi người, đặc xịt 100%, gỗ giá đét luôn. Đây gầm đá, chỗ này nó một viên đấy nhưng mà rơi ra rồi, chỗ này một viên nhưng mà nó rơi đây, nó còn những cái viên đá nhỏ này. Đây là viên này to nhất này, khủng khiếp chưa, khủng khiếp chưa, nặng lắm, ma nặng gì. Nặng thật, khiếp thật. 3,5 đồng anh em nhá, anh em nhìn tay thì xúc nhá, con này thì khiếp khiếp này, nhìn như kiểu là sắp đánh nhau lời. Châu này đúng châu chọi, sắp phang nhau nơi rồi đấy mọi người ạ. Còn to chưa, và nó có cái bệ, em nhìn thích thích mỗi cái bệ này. Cái này là cái tổng thể là cái dáng nó rất là cân đối và cái bệ cực kỳ tuyệt vời. Xong cái con trâu, nhìn mọi người nhìn con trâu trên nó như gầm gừ, gầm gừ chuẩn bị đánh nhau nơi anh em nhìn nhá. Không mấy khi có quả trâu mà đục được cái dáng như vậy đâu. Đấy, nó quan trọng nó là cái thần thái, cái bệ dáng và cái thần thái của con trâu bên trên. Anh em đi mua trâu rất nhiều, những con trâu rất là hiền hòa, nhìn nó rất là nhân hậu, chỉ trâu đi cày thôi. Nhưng còn trâu chiến mà trâu chọi như này thì không phải lúc nào cũng gặp. Mọi người nhìn không? Quả mắt của nó đây, sắp phang nhau nơi rồi. 3,5 đồng nha, khiếp thật. Quả uy tín thật đấy. Phê. Quá phê, nặng lắm. Quá phê luôn. Quả thật. Nặng dã man luôn, 30 cân đổ lên. Còn dưới 30 cân đổ hết rồi. Đây tiếp tục chụp một xeo gỗ, xeo heo gỗ hư, gỗ mọi người nha, xeo heo gỗ cẩm nha. Một cái rễ gỗ cẩm. Đặc xịt 100% anh em nhé. Con này nó to hơn hai con hôm qua rất là nhiều ấy. To khủng khiếp luôn. Đây là một cái gỗ cẩm, đây là một cái rễ gỗ cẩm và đây là đại diện cho cái câu nói là không phải cẩm cục nào cũng vân cũng đẹp anh em nhé, không phải cẩm cục nào vẫn đẹp, cục phải vân rất bình thường như gỗ hương. Mặc dù đây là gỗ cẩm, đây là em cam kết 100% mọi người là gỗ cẩm, nhưng con này cực kỳ to, to đùng luôn, 500k con này. Con này em làm ra phải 700, hơn 700, tầm phải 750-790 con này, bán 500k, toàn nặng luôn. Có không làm nữa rồi, mỗi hôm xem một con thôi. Con này là 33 này, đặc 100% nhá, cao 20 này và sâu 20 này, rộng 33 này, cao 20 sâu 20 này, 5 lít nhá, không có một tí thì vết chắc kép vào luôn. Ra mọi người bán cho hết thôi. Em có thể mọi người bán cho tặng cho anh em chơi đi chứ. Anh em đi thuê chẳng người ta cũng phải lấy anh em 1 triệu thì công. Rẻ 800 nghìn công, chứ không ai mà 500 đâu. Còn đấy to đấy ạ, không nhỏ đâu, có đặng 100. Em còn hết rồi đấy. Còn một con to nhưng con đấy thì có anh khách anh ấy dọn, anh ấy dặn rồi. Anh khách anh dặn rồi, còn đấy em mới để cho anh. Khách anh dặn của để cho anh một con và anh đi cho. À, em để lại một con to anh dặn là cho anh ấy. Hết rồi. Chỉ máy bài mọi người không làm em cũng cầm nữa. Trừ những con nào thật là đẳng cấp thì làm, còn bình thường thì thôi không làm nữa. Làm bán toàn bán tặng mọi người. Trồng gọng trồng bó đi. Một con chuột nhá. Chuột hương. Quay thực ra này em bán rồi ấy. Nhưng mà khách thay đổi ý định. Không lấy nữa. Thì khách quen mà. Anh ấy mua anh ấy mang đi tặng nhưng mà con này hôm nọ em bán là 1,6 triệu, 1,7 triệu, không nhớ đâu, khoảng 1,6 triệu.
trong cái lô chuột đấy. Anh ấy chốt rồi, khách quen, anh bảo anh mang tặng, nhưng mà cái tặng là có nghĩa là anh ấy tặng cho người bạn anh ấy, không là người bạn anh ấy mang đi nước ngoài ấy, xách tay đi nước ngoài theo hàng ký gửi máy bay ấy, nhưng mà bạn anh bảo thôi hàng hành lý nó đầy rồi, nó không còn chỗ nữa, là thôi không lấy nữa, thì anh bảo thôi chú bán hộ anh bao nhiêu để anh bù tiền cho, mà thôi mà khách quen thì thôi. Cái này em thì em xả luôn cho mọi người luôn, đây là một cái dễ hương ta Gia Lai như Vân Như Cẩm, con này chưa bán 1,6 triệu ạ. Dễ hương ta Gia Lai Vân Như Cẩm mọi người nhé, Vân Như Cẩm một con duy nhất này. Con này đẹp này, đế đặc 100% luôn, khét lẹp luôn mọi người nhé, con này thì Vân khét lẹp luôn này. Đây, hương ta Gia Lai dễ, hàng dễ chuẩn hương ta Gia Lai anh em nhá. Đây anh em nhập đế cho anh em ngắm này, anh nhìn cái đế này đấy, đế cái đây là cái dễ cắt đi đặc xịt này. Em lấy mọi người 1379 thôi nhá, 1379 thôi, xả vía 1379 thôi anh em nhanh tay nhá, to mọi người nhá, to lắm, không nhỏ đâu. Để mình đo kích thước cho, từ tới lại làm chuột, chỉ làm có loại chuột nhỏ là không làm chuột to này nữa. Cao 41, cao 41, rộng 31, một cái rễ đặc xịt và dày là 15. Cao 41, rộng 31, dày 15. Thực ra chia sẻ mọi người làm một con chuột to như vậy bán cho anh em chỉ được 100-200, trong khi đó con chuột nhỏ em bé tí em bán cũng được 100-200, chả tội gì là màng to nữa. Màng nhỏ thì Vân sợ, con này đẹp mà, con này Vân khét đẹp luôn ấy. Mỗi con, mỗi con 379 không ship nhá, hay bán cho anh em giá sản xuất không một đồng công mà luôn, cho hết hàng, hết hàng nhá. Tặng anh em chiếc hàng luôn. Anh em có muốn ngắm một siêu phẩm không? Cho anh em ngắm một siêu phẩm. Này hàng đục kỹ lắm đấy ạ. Thực ra cái hàng này ví dụ anh em nhiều đi nơi đi mua người ta vẫn cứ bảo là nghệ nhân. Thực ra nó cũng chẳng phải là nghệ nhân đâu. Chẳng phải nghệ nhân đâu anh em ạ. Thực ra nó là những người thợ cực kỳ lành nghề làm. Bách xanh mộc châu duy nhất có một bức. Nhìn màu xanh này anh em biết là bách xanh rồi. Bách thì trên thị trường nó sẽ có hai loại, một loại là bách vàng, hai là bách xanh. Bách vàng là cái dòng bách Nghệ An, bách Nghệ An, bách Nghệ An anh em nhé. Anh em nào chơi bách thì sẽ biết cái bách Nghệ An là bách vàng, thì đó là cái dòng bách Nghệ An, thì khi làm lên nó sẽ có màu vàng. Còn cái dòng bách này là bách xanh mộc châu, em chỉ có duy nhất một bức và chắc chắn với mọi người là sẽ không có bức thứ hai. Đây là một cụ thần tài đục theo cái lối nghệ nhân, đục rất kỹ và cực kỳ sắc nét, chặt tỉa đến từng chi tiết một. Và đây là một cục phôi vip vìm vìm, một cục phôi vip vìm vìm anh em nhé, đặc xịt 100% và thơm lức. Anh em đang nhìn toàn bộ tổng thể sản phẩm là liền 100% luôn, liền 100% luôn. Và cục phôi này của em không có một tí nào gọi là chắp ghép, không có một tí nào chắp ghép bách xanh mộc châu mà bây giờ lựa được cho mọi người. Cục phôi này là cực kỳ xuất sắc đấy ạ. Và nó chỉ có một cục duy nhất, một cục duy nhất, không có cục thứ hai, và đục siêu led. Em ngắm đi, siêu led nhá. Bức ảnh này trên thị trường không dưới 8 triệu, anh em cứ đi tham khảo. Nếu bách xanh mộc châu với cái giá chắc xin xít, bách xanh mộc châu với cái giá gỗ chắc xin xít và còn bị chắp ghép bét này nhè, nhưng mà riêng đối với cái sản phẩm này của em là liền nguyên khối 100%. Đây là một cái bệnh, một cái rễ đặc xịt, một cái rễ đặc xịt, nó có chiều ngang rất to, chiều ngang rất to, thơm lắm. Cái bách mộc châu ấy, anh em nào chưa chơi bách thì giải thích cho mọi người nó rất là khó, nhưng mà bác nào mà chơi cái dòng của bách mộc châu này rồi sẽ biết cái mùi nó rất là thoảng và dễ chịu, và cái chất bách mộc châu này nó rất là cứng, cứng lắm anh em nhá. Bức này thực ra là như này này, em kể cho mọi người một câu chuyện này, nếu anh em nào theo dõi Zalo của anh em biết là cái bức này ấy là em làm phải cách đây tầm hơn 2 tháng, hơn 2 tháng nếu có đăng lên Zalo rồi nhá,
có đăng Zalo, đang cách đây hơn 2 tháng. Và vừa rồi thì em mới, có nghĩa là em hoàn thiện lâu rồi, hoàn thiện thì hơn 1 tháng rồi, nhưng mà hôm nay em mới bê về đây em quay cho mọi người. Nếu anh em nào kết bạn Zalo với em thì sẽ biết là em nó đăng lúc ảnh mộc, đăng ảnh mộc cái bức này lúc khi bắt đầu thợ bắt đầu vỡ xong, có đăng ảnh mộc. Thơm thơm sướng lắm. Bách xanh, chuẩn bách xanh Mộc Châu nha, màu xanh nè đây anh em nhá, màu xanh tự nhiên thì gỗ đẹp. Tất cả những cái này đều là liền hết. Về cho anh em. Hàng này mọi người đi mua trên thị trường, nếu mà bung bức to mà đẹp mà lột nạc này à, xin thưa anh em không dưới 8 triệu đâu. Không dưới 8 triệu đâu anh em ạ. Không dưới 8 triệu cũng đảm bảo anh em luôn. Chất phôi đục tiên đồng ngọc nữ luôn. Hai bên này liền hết. Về chưa? Bức này bày bán thần tài nhức lạch luôn. Bày bày bán thần tài, hoặc anh em có thể ví dụ có cửa hàng kinh doanh buôn bán đấy, mọi người có thể bày ở quầy lễ tân hoặc là két sắt, anh em bày lên két sắt cho em nó đỉnh luôn. Bức này bày két sắt thì đúng chuẩn luôn, đúng chuẩn bày két sắt luôn mọi người nhé, chuẩn 100% bày két sắt luôn. Và hôm nay em Minh giao lưu cho mọi người với một cái giá nó cực kỳ êm ái mềm mại, bằng một nửa giá thị trường bán đang bán cho anh em luôn. Anh em không tìm được gỗ bách xanh Mộc Châu đâu, bây giờ làm gì có gỗ đâu. Toàn hàng bét nhè thôi, chắp ghép, không có liền một cục như vậy. Khó lắm. Chỉ có một bức duy nhất, bức này bày két sắt thì thôi. Kinh doanh buôn bán mà bức có két sắt mà không bày bức này thì thật sự là tiếc. Hoặc là trang thần tài, trang thần tài mà không bày bức này thì nó cũng là tiếc luôn anh em. Quá xuất sắc. Giá hợp lý. Cao 52. Cao 52. Rộng là 36. Dày 20. Đây. Để em kiểm tra cái đế cho mọi người. Đây, để em đặt lên cho mọi người chết mẹ anh em. Anh em này cái gỗ của nó thơm. Em để chuột gặm mẹ. Đây này. Chuột gặm phát đây này. Nó gặm phát đây này. Ôi nó gặm cả phát đây nữa. Ôi trời. Những cái dòng gỗ thơm như cái thằng bách này này là nó bị một cái nhược điểm là đây này. Một cái vết đây này, chuột gặm này. Đây một vết này. Đây vết này. Thôi chết rồi. Cái này phải mang, em phải mang lên chỉnh lại rồi. Thợ nó gọt lại. Đây là gỗ nó thơm. Gỗ nó thơm nó để ở đây là nhiều chuột là nó vào nó phang rồi. Xem đằng trước nó có gì. May nó không gặm đằng trước, chỉ gặm đúng đằng sau thôi. Anh em gắm cái đế nha. Thơm lắm anh em ạ. À. Mày không chơi bức này thì chơi bức nào. Cái đẹp luôn. Đấy này. Khét chưa? Bạch Mộc Châu đấy, hàng VIP đấy. Bây giờ trên thị trường nhá, nếu mà chỗ nào bán rẻ nhất thì gỗ này cũng phải 100.000 một cân. Nếu bán rẻ nhất phải 100.000 một cân gỗ. Thì những cái cục như vậy, những cái cục này phô ban đầu nó rơi vào tầm khoảng 35 đến 40 cân, 35 đến 40 cân thì riêng độc cái tiền gỗ nếu mà mua giá 100.000 một cân ấy thì nó đã rơi vào tầm khoảng 4 triệu rồi. Nó phải rơi vào tầm khoảng 4 triệu tiền gỗ rồi anh em nhé. Đấy là khi người ta đục kỹ như vậy mà người ta giao lưu anh em 8 triệu là đúng đấy anh em, không phải là sai đâu. Nhưng mà cái gỗ này em xin thưa anh em là em mua giá hợp lý hơn, người ta mua rất là nhiều. Vì làm lên xong rồi đục cực kỳ kỹ và sắc nét như vậy, đục cực kỳ kỹ và sắc nét như vậy mà giao lưu anh em với bức này giá, anh em chốt lại, anh em nghe phát chốt luôn này, nghe phát chốt luôn nhá, 4.790.000, không bao giờ có bức thứ hai với giá như vậy. Em cứ đi bói khắp cái Việt Nam cho em chuẩn bách xanh Mộc Châu. Còn anh em muốn biết thế nào là bách xanh Mộc Châu, về ngửi mùi là biết. Còn thằng này gỗ mùi thơm nó không thể lừa được, bởi vì là nó có mùi đặc trưng. Khuyến khích anh em nào chơi bách Mộc Châu rồi thì anh em sẽ biết, còn anh em nào chưa chơi thì khó nói. Nhưng mà đã chơi bách xanh Mộc Châu, đây là bách xanh màu xanh anh nhá, không phải bách vàng. Bách vàng là bách nghệ, nó vàng khè, đục lên nó vàng khè thì mình không nói. 4790 một anh em, một cho một anh em nhanh tay duy nhất, nhanh còn kịp nhá mọi người nhá, chậm là không quản bước này đâu.
khó lắm, có làm những hàng này khó làm, không có gỗ đâu. Em thấy làm gì có, em có đâu, không có đâu. Nó hàng bé rồi hàng to đi, có một thằng bút cứt. Cho anh em ngắm một siêu phẩm ngựa nhá. Một siêu phẩm ngựa. Con này vân của nó dã man lắm các bạn ạ. Là mọi người, vân của con này kinh khủng lắm. Đây là một cái nguyên một cái gốc cẩm, nguyên một cái gốc cẩm anh em ạ, nguyên một cái gốc cẩm rất là to ạ. Sau đó hạ và làm duy nhất một con ngựa thôi, làm duy nhất một con ngựa để em xem là cái phần đế gỗ, xong là bởi vì em nhớ cái cục cẩm này của em cực kỳ nhiều phôi và nó đặc, xong em phải cắt đi. Con này vân kinh lắm, sợ anh em nhìn này, đặc xịt luôn, nguyên cái gốc cắt đi. Các tình yêu lưu ý giúp em này này, lưu ý giúp em một điều như vậy này, tất cả những cái phần như này nhá, này anh em lưu ý giúp em là tất cả này, phải tóc này, đuôi này, chân cẳng này, sâm này, bẹ, tất cả đều là một người nguyên nguyên khối một cục nhá, không có chắc cái gì đâu ạ. Vân của nó thì bố của Vân luôn anh em nhé, bố của Vân luôn. Cẩm này thì đúng là khét khét đè nẹt luôn, chứ không phải là khét nữa này. Kinh khủng chưa? Thế này đã làm hài lòng anh em chưa? Thế này đã gọi là cẩm chỉ chưa? Nhiều bác cũng chả tin đâu. Nhiều anh em cứ thấy bán giá này bảo mẹ thằng này bán gỗ đéo chỉ đắp phải gỗ cẩm. Cẩm ra thì là lấy đéo đâu ra, móc đâu ra gỗ cẩm mà bán cái giá như vậy. Xin thưa anh em, mà anh em không tin ấy thì tốt nhất anh em ngồi xem. Còn anh em muốn biết hay không thì anh em cứ mua về là anh em biết luôn mà. Đấy. À, chất này thì không phải cẩm Việt của mình thì cẩm cẩm ở đâu? Anh em nhìn này, chất phôi này. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Khủng khiếp như vậy cơ mà. Đây nó toàn bộ này anh em nhìn, nó cho những cái phần bạnh như này, nó những phần bạnh như này. Đấy là một nguyên một cái gốc và nó có những cái phần bạnh dễ. Thì lựa trên cái phôi đó bọn em mua bọn em về nó đục. Đấy. Chứ nó không phải là một cục. Một cục hàng thân thì nó không có vân như vậy đâu. Đây tất cả những cái này đều là tự nhiên hết các tình yêu nhá. Ông nhiều ông thì bảo ôi thằng này nó vẽ vân vào đấy, đéo có cái vân nào đẹp như vậy, chỉ có vẽ phun vào màu này thôi chứ làm gì có vân nào đẹp như vậy. Thì xin thưa anh em là 100% là vân tự nhiên và trong cái này đế đặc 100% đây này. Em lật đế mọi người nhìn đế rồi đi biết đấy. Đặc hết nhá, đây là cái mắt này này. Cái tim của gỗ mà nó gần như không có tim luôn, nó chỉ là cái vân xoáy này. Là trên người loang hết này. Cái loang này là loang tự nhiên của gỗ nhá. Chứ đừng anh em nào bảo là em phun màu đen ở đây nhá. Xin thưa anh em là anh em có muốn biết hay không thì anh em cứ mua về trải nghiệm thực tế là biết. Đây này. Còn em không bao giờ làm cái trò là vẽ vân đây đâu. Kệ nó rồi. Sâm này nó còn liền hết anh em nhé. Này. Liền hết luôn. Liền hết vì cụ phụ của em nó to mà. Khiếp khủng khiếp chưa? Kẹt nhé. Kẹt đấy. Mẹ hàng này còn anh em còn tiếc. Anh em cũng chơi nữa. Nhà bác nào mà chưa có những cái vị trí. Anh em cũng chơi thì thôi. Chịu. Bó tay hết cỡ rồi, to đẹp nạc niên rẻ. To đẹp nạc niên rẻ, uy tín chưa? Chiều cao là 62. Cao 62, chiều rộng là 43. Rộng 43 phân anh em ạ, không phải là bé đâu. Chiều rộng 43. Dày nó khá là dày, nếu mà đo cái phần bệ bên dưới này nó rất là dày. Từ đây là một cục phôi không hề lợi thế nào luôn.
cái chỗ dày nhất của cái sản phẩm này là 30. Các tình yêu nào mà đang còn tìm kiếm một cái sản phẩm ngựa để bày không gian nhà mình đẹp, phê, đẳng cấp mà phải bỏ ra một cái số tiền ít ỏi thì tìm đến em Minh. Em Minh sẽ đáp ứng được tất cả nhu cầu của mọi người và những yếu tố đó. Ngon, bổ, rẻ, đẹp, độc lạ, không có cái gì ngoài 6 chữ vàng. Cứ căng 6 chữ vàng lên mà gặp em Minh thôi mọi người nha. Giá báo cho anh em là chuẩn chỉ 100% và mọi người nghe một cái là thấy dễ chịu và tiếp cận được rồi. Không phải là những con ngựa VIP và đẳng cấp này mà báo cái giá trên trời 7-8 triệu hay là 6-7 triệu để anh em phải tốn công và mất thời gian mặc cả. Đã đến với em Minh là chất lượng gỗ và kích thước báo giá công khai và giá chuẩn. Anh em đừng mặc cả và mất thời gian của anh em làm gì. Giá cho mọi người là 4,6 triệu không ship. Bởi vì xin thưa anh em là cục cẩm này nó to lắm, không nhỏ ạ. Và như vậy là cực hợp lý rồi. Cực hợp lý rồi anh em. Này đẹp, đẹp. Chất phôi VIP. Một quạt thi thoảng gặp con như vậy thôi. Anh em với thị trường giờ những cái cẩm chỉ bây giờ làm gì có mấy người làm đâu. Người ta không làm. Bởi vì thứ nhất là phải mua được phôi rẻ. Thứ hai là phải làm số lượng nhiều, làm đa dạng thì mới làm được. Bởi vì đây là những cái hàng gốc rễ. Muốn rẻ thì phải mua số lượng phôi cực kỳ nhiều, phải mua đầu tấn và về phải làm đa dạng, nhiều sản phẩm, nhiều mẫu mã thì mình mới dám mua nhiều gỗ. Còn nếu mà làm cục một ấy thì xin thưa là chỉ chắc chắn phải mua giá rất đắt, có thể lên đến 100.000 một cân gỗ, rất đắt. Và anh em biết rồi đấy, 100.000 một cân phôi thì về khó làm vô cùng, khó làm vô cùng mọi người nhé. Đây là cái này, anh em đã thấy là bên em riêng về gỗ cẩm, em làm rất đa dạng và bán đủ các thể loại và mẫu mã khác nhau. Bởi vì mua rất nhiều phôi và làm đa dạng cho mọi người, giá thành nó rẻ được, em ạ, rẻ được. Ví dụ như con lợn vừa rồi em bán cho mọi người 500k đấy, con đấy nó cũng là gỗ cẩm. Nhưng mà em mua theo lô gỗ, nhiều con gặp vân nó không đẹp. Làm ra tầm khoảng 700-800 bán mọi người 500. Nói có thể là có mặt trời đây, nhiều anh em không tin, đó là sự thật. Nhưng mà nếu mà mọi người chơi đủ gỗ nhiều, chuyên sâu và anh em đi thuê đục rồi, anh em có gỗ rồi, thì anh em sẽ biết cái câu chuyện một con heo như vừa rồi bán 500.000 thì chắc chắn là lỗ chồng đít lên luôn, như thật mọi người, lỗ chồng đít luôn. Cú 6 mọi người nha. Muốn nhất à, lại cái mắc bệnh nói nhiều của em, đã đang đau họng, em đang ít muốn ít nói để đỡ đau họng rồi nói nhiều lại đau họng lại còn số. Thật ra đối với những cái sản phẩm như cái pho thần tài em bán mọi người với giá 47,90, em có thể bán sẵn sàng bán cho mọi người với cái giá 5,7-5,8 vẫn có anh em chốt. Hoặc là cái con ngựa cẩm rồi nếu mình có sẽ sẵn sàng bán với giá 5,5-5,7, tất nhiên là chẳng có không có người chốt ngay nhưng mà sẽ đợi chờ thì sẽ có người chốt. Nhưng mà em ghét nhất là cái sự chờ đợi, đời mà phải đi chờ đợi là rất là mệt. Tốt nhất là mình bán mẹ rẻ đi cho anh em chốt luôn, mãi đỡ phải chờ đợi. Có những anh khách gọi điện đến bên em đến tầm phải lần thứ 10 mới mua được đồ, bảo phát cáu lên bởi mẹ tại sao gọi lần đéo nào cũng không mua được đồ của ông, cứ lần nào gọi điện ông cũng bán rồi. Thậm chí là clip vừa mới quay hôm qua xong hôm nay gọi điện đã bán rồi. Nhiều anh ở comment, nhiều ông ở comment bảo là phải nó lên câu like câu view ấy chứ còn bán gì, tại sao bán ra đấy mà lần nào gọi điện cũng bảo là bán rồi. Nên câu like câu view chứ buôn bán gì thằng này. Xin thưa mọi người, em thời gian rỗi hơi đâu em đi câu like câu view làm gì cho mệt rồi. Anh em phải mừng cho em, mừng cho em Minh, bởi vì em đưa cho anh em một cái giá nó hợp lý quá. Nên là anh em nghe là anh em xúc luôn rồi. Đấy nên anh em phải chịu khó săn vào. Để mừng cho em chứ.
mừng em mà em bán giá hợp lý thì anh em ủng hộ chứ. Bây giờ anh em lại cứ muốn hỏi con đồ lãng quản. Nhưng mà rất là buồn cười như này này. Rất nhiều anh em buồn cười như này. Gọi điện. Alo, Minh à? Có phải đồ gỗ Trường Minh không? Đúng rồi, em Minh nha anh ơi. Cái bức tượng đó, kia còn không em? Bộ em bán rồi. Ui dồi ôi, tiếc quá. Không còn bức nào như thế à? Bộ em không. Đến ngày mai lại. Alo Minh à? Vâng em ơi. Cái bức tượng hôm qua chú quay còn không? Bộ còn anh ơi. Ở thế đúng giá bao nhiêu thì bán? Bảo giá chuẩn rồi. Ừ thế lại để anh suy nghĩ đã. Đấy, em buồn cười lắm mọi người ạ. Nhiều anh cách rất buồn cười. Đã thích rồi thì chốt luôn đi. Gọi điện không chốt được, bán rồi thì tiếc, nhưng mà con đồ bảo còn thì lại để anh suy nghĩ. Trời ơi, nhiều bây giờ nhiều giáo sư bác sĩ lắm cứ suy nghĩ. Cứ suy nghĩ với nghiên cứu. Cái đồ gỗ anh em ạ, đồ gỗ là cái đồ nó là cái đồ tự nhiên. Đấy. Tất nhiên là không cấm cái việc anh em nghiên cứu suy nghĩ. Nhưng mà phải nhanh chứ chậm là nhiều khi lâu lắm. Đây là một cái gốc lưu hương anh em nhé. Đây là một cái gốc lưu hương này. Gốc cái gỗ rất là già. Bán hàng nhiều quá là buồn cười lắm anh em ạ. Nhiều anh khách buồn cười lắm. Có nhiều anh khách thì rất là nhanh. Mà gọi điện cái xúc luôn. Còn không em? Còn. Trời. Thế thôi. Bởi vì giá thật sự mọi người, anh em là chơi đồ gỗ nhiều, anh em xem nhiều đồ anh em biết mà. Giá Minh đưa cho mọi người thật sự nó quá êm rồi. Đây hương này. Hương ta đã like một cái bình mai đào, hương ta đã like anh em nhé. Cái này là nguyên một cái gốc hương u sụn. À u sụn gỗ ơi. Đây, chuẩn hương ta nhé. Đây cái hàng này là hàng gốm đá đấy. Nhưng mà em không gọi là hương đá đâu, bởi vì em gọi là hương ta đã like thôi. Bởi vì cái phần đá nó là đá vụn. Đá vụn ở cái phần bên trên này này, nó rụng hết ra rồi, mình không giữ lại. Mình không giữ lại những cái phần đó. Anh em nhìn cho uy tín chưa? Để hàng nu ấy, mua là mua giá cũng lu đấy anh em ạ. Cái này bày đôn kẹp là rất là đẹp luôn. Để em đo kích thước cho em để kỷ niệm cho mọi người cái bình này. Chất phôi phê thật. Chất phê thế nhỉ? Quá phê luôn. Quả bình này được cái chất anh em ạ. Quý được cái chất. Quay đi. Chuẩn hơn ta nhá. Câu chuyện chuẩn hơn ta cho anh em một năm tăng lên. Cao 5 năm. Cao 5 năm. Rộng 42. Và sâu là 33. Cao 5 năm, rộng 42 và sâu 33 mọi người nhé. Chất này thì ối rồi ôi luôn rồi. Chất này là chất ối rồi ôi mọi người nhé. Một bức duy nhất thôi. Một bức duy nhất thôi, không hai đâu. Giá cho mọi người là 4.790k không ship. 4.790k, sợ sợ thật. Anh em mà chơi chất chơi thì hàng này mà chơi này. Ủa nó kinh khủng khiếp. Xoáy sợn sụn chun nu. Chụp chạp các kiểu là điều. Thời loại này thì nó là bố của Vân rồi nhá. Bố của gỗ già lắm. Đây là thể loại gỗ rất là già mà có cái màu như này. Chứ còn gỗ chất lượng kém lại không có cái màu sắc như vậy đâu. Thi thoảng nó có bức, gỗ loại em có bức như vậy em cũng bán. Hôm nay có bán kỷ niệm cho anh em một bức di ngọc hồ Nguyễn Long nhá. Gỗ siêu giàu, đặc xịt 100%. Bán kỷ niệm cho anh em chơi thôi nhá. U một cục luôn. Thì ra cái hàng Nguyễn Long bây giờ trên thị trường cũng đang nằm mưa nằm gió và cái giá những cơ sổ em thấy người ta bán rất là cao. Toàn những pho như vậy bán toàn 5-6 triệu. Cũng chả hiểu người ta bán kiểu gì mà ta bán giỏi thế. Trong khi đó mình bán vật vã. Có thể là do mình kém, cũng có thể là mình kém anh em. Con này thì nó tròn đều và siêu tinh dầu đấy. Em để kỷ niệm cho anh em nhanh tay duy nhất này. Cho anh em nhanh tay duy nhất. Đây cũng sâm, gỗ đặc xịt nhé. Dầu nhiều lắm. Còn dầu của dầu này. Để cho anh em 2.8 triệu thôi. Vừa bán được kỷ niệm anh em nhé. Cái giá này thì thật sự anh em luôn là em không được đồng nào đâu ạ. 28 thì tiền sơn mất 200 rồi còn đâu. Còn 2.6 triệu.
cái sơn này nó mất 200.000 tiền sơn bóng rồi nhé. 28 mất 200.000 tiền sơn là còn 2.600.000. 2.600.000 chia ra là 1.300.000 tiền gỗ và 1.300.000 tiền công. Anh em hỏi cái giá đấy thì có công không? Thực ra anh em nghe cái giá 2.800.000 thì mọi người nghĩ là cái số tiền nó nhiều ấy. Nhưng mà mình làm cái phép chia, mình chia ra thôi. 200.000 tiền sơn PU là còn 2.600.000. Cắt đôi ra 1.300.000 tiền gỗ và 1.300.000 tiền công. Hiểu em mình có công không? Chắc chắn là không rồi. 1.300.000 thì chắc chắn là không làm bước này đâu anh em ạ. 1.300.000 thì không thỏa làm được đâu. 1.300.000 không làm được đâu. Nhưng mà em bán kỷ niệm mọi người đấy. Có bức còn một bức này thôi đấy rồi. Mấy hôm nữa thì xong được 1-2 bức ấy. Rồi em cũng không làm nhiều. K46 thơm lắm. Hàng ngày thì bố thơm rồi. Toàn dầu à? Rộng bù 39, cao 46, rộng 39 và chiều sâu. Sâu 35, cao 46, rộng 39, sâu 35 nhé. Toàn vo, 2.800.000 một ship nhé, đừng mặc cả con này nhá. Đã vậy thì miễn mặc cả đi. Mặc cả thì không bán rồi anh em. Làm gì có công đâu mặc cả. Thực ra nhiều khi nói thật anh em chả tin. Nhưng mình vẫn cứ phải nói thôi. Đấy này, đặc xịt 100% luôn nhé. Này đấy không phải nghĩ. Anh em nhận hàng không thơm không lấy tiền. Cho em anh em ngắm một siêu phẩm cuối cùng. Một trong những cái bức đạt ma rất đẹp. Mẫu này trên thị trường bán giá rất kinh và rất khét nè mẹ. Đây là hàng U Sụn Dương. Ui trời ơi. Anh em nhá, vào showroom nhé. Những cái bức U Sụn Dương như vậy ấy, mọi người phải bỏ số tiền đâu đó tầm khoảng gần 10 triệu. Phê cho anh em. Hàng này dành cho anh em nào kỹ tính và dành cho anh em nào thích đam mê những cái hàng quái hàng độc và thích đam mê những cái chất phôi hương VIP để anh em đam mê bức này. Thứ nhất là chúng ta ngắm tổng thể diện và dáng của cụ rất đẳng cấp và tuyệt vời. Thứ hai, chúng ta tìm đến nó là cái chất phôi. Đây là chất phôi U Sụn. Trong lòng rất kẹp rất nhiều đá nha, trong cái khe này. Đây. Hàng này là hàng U Sụn Hương anh em nhé. Anh em đi tìm những cái bức U Sụn Hương ở trên thị trường thì xin thưa mọi người là không dưới giá 10 đâu. Hàng điện 100%. Hương này nhiều nơi gọi là hương giọt nước đây này. Nhưng cái này em gọi là hương loang ấy nhá, chưa nên giọt nước đâu. Ôi giời ơi, chất phôi này. Ôi dồi ôi anh em ơi. Chất phủi này. Ba đạo luôn. Đỏ, đỏ tươi thật. Phê, phê quá. Lần đầu tiên em thấy một cái bức U Sụn Xoắn. U Sụn Xoắn hương ta Gia Lai. Và nó có cái chất phôi mà nó đỏ. Đỏ, đỏ tươi. Tươi, đỏ, tươi rồi rói luôn mọi người. Người này người ta gọi là tươi rồi rói luôn. Về chưa? Này. Cái này liền hết nha, phôi to lắm. Ui này. Ui ơi. Ui ôi anh em ơi. Về chưa? Này, sao mình ngắm cái đằng sau này. Phôi rất dị nhá. Xoắn sợi. Mắt phượng nha, mắt phượng mày ngài đấy. Đây, u mắt phượng đây. Đây này, u sụn mắt phượng đây này. U mắt phượng này. U mà đây là u xoắn là sụn mà. Đây này. Xoắn này, xoắn này. Đấy, xoắn này. Phê nhỉ. Úi giời này, đây này. Úi giời ôi, này. Mắt phượng. Úi giời, cái bẹ.
lấy cũ, cũ đẹp quá, cũ phê quá. Anh em công nhận với em không? Đỉnh cao nhất của cái đẹp nó là gì? Đó là sự đơn giản. Đỉnh cao nhất của cái đẹp nó là sự đơn giản. Có một câu rất chi lý là đỉnh cao của cái đẹp nó là sự đơn giản. Càng đơn giản càng đẹp. Đừng quá cầu kỳ. Cuộc sống mà càng đơn giản càng dễ sống. Cao 68. Rộng 55. Số 43. Cao 68, rộng 55, số 43. Em giao lưu mọi người cái giá cực êm. Anh em xúc luôn nhá. Nghe giá và xúc luôn đi anh em nhá. Nghe giá và xúc luôn nhá. Bước này em Minh xin giao lưu mọi người với giá là chỉ có bao nhiêu ạ? À? Bao nhiêu ạ? À? 5.1 triệu không ship anh em nhá. 5.1 triệu không ship. Ôi chốt đi anh em ơi. Hàng này lúc nào phải gặp, lúc nào gặp đâu. Yeah. Phì lắm bản chất này. Ui dồi, chất sụn hương. Ui dồi ôi. Nhức lách, nhức lách. Ok nha, tôi clip em mình sẽ dừng ở đây mọi người ơi. Đau hết cả họng rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn luôn dành thời gian quý báu của mình để theo dõi và ủng hộ cũng như là những chia sẻ của em Minh. Một lần nữa em xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình mình luôn luôn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mọi người nha. Xem clip thứ hai nhớ dành cho mình xin good night. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nha. Em xin chào em lại mọi người. Bye bye, see you again các bác nha. Đẹp lắm. Càng ngắm càng thấy phê. Phê thật. Chất. Từ cái dáng xoắn tròn lên trên này, phôi phê mút mùa luôn.